Yeah, Dick B. Một đêm mùa hè rạng rỡ. Đầu kha, yeah. Hôm nay tôi rất vui, hôm nay quyết định mua hamburger để tối nay ăn mình. Tôi thề luôn, tôi sẽ có một tô phở kế bên cái hamburger. Yeah, Dick B. Bạn có thể là bác sĩ hay cả luật sư. Tại sao tổng thống là một người mơ mộng? Bạn chỉ có thể là một người bạn muốn trở thành gì? Police, cảnh sát chữa cháy hoặc là không là bưu điện. Nhiều đó cũng là tất cả những gì mình có thật là nhiều. Chi tiêu cho tới tiền tiêu. Tại sao không phải là một cái gì đó giống như ông già của bạn? Yeah. Một viên ngọc quý hãy cho đi. Những sự tự kỷ, chị ơi, tất cả đều không có nghĩa lý. Một mai bình minh thức dậy, bạn chỉ có thể là một người bạn muốn trở thành diễn viên hoặc là ca sĩ. Dài tay hôm nay. Bye bye. Yeah. Đang đi cà phê. Thấy cô em thật là đẹp, thật là xinh tươi. You want hang out with me tonight, baby? Yeah, I have something to tell you. How you feel? Do you ask me why? I can tonight hold you and me. Yeah. Em ơi, cho anh xin số phone và cho anh tên của em. Tình yêu thật là phức tạp. Listen, how I can treat you. Em muốn ăn gì? Ăn phở. Em yêu baby. Yeah, đêm nay Sài Gòn 28 độ. Vui.